TV Internet Sony 48 inch KDL 48W 650D thiết kế đẳng cấp thời thượng. TV Internet Sony KDL 48W 650D tích hợp những công nghệ hiện đại độc quyền Sony trong lĩnh vực xử lý hình ảnh, mang lại khả năng hiển thị thật tốt và trung thực. TV Sony Internet KDL 48W 650D trang bị màn hình lớn kích thước 48 inch cùng thiết kế mỏng hiện đại sẽ làm nổi bật lên lên không gian phòng khách của bạn. Đặc điểm nổi bật: thiết kế mỏng, gọn gàng và kiểu dáng hiện đại, dễ dàng hòa hợp với không gian phòng bạn. Tích hợp những công nghệ xử lý hình ảnh, màu sắc hiện đại, đảm bảo khả năng hiển thị. Màn hình 48 inch với độ phân giải Full HD, tích hợp dễ bố trí trong phòng khách. Hệ thống âm thanh Dolby giúp giải trí thêm trọn vẹn. Khả năng kết nối đa dạng giúp bạn hòa mình vào thế giới giải trí đa phương tiện. Tích hợp đầu thu KTS DVB-T2. Chi tiết tính năng thiết kế đẳng cấp: có thiết kế vuông vức cộng với chất liệu cao cấp, mang lại một sản phẩm cứng cáp và chắc chắn. Kiểu dáng mỏng sang trọng, vẻ ngoài gọn gàng, để bạn có thể dễ dàng bố trí TV trong nhiều điều kiện không gian phòng khách khác nhau. Màn hình 48 inch, độ phân giải HDF. Trang bị màn hình kích thước 48 inch với độ phân giải Full HD sẽ mang đến những hình ảnh chất lượng cao, sắc nét. TV Sony có góc nhìn rộng 178 độ, giúp bạn có thể theo dõi trọn vẹn nội dung mà không cần phải ngồi trực diện. Hình ảnh sắc nét với X-Ray Dolly Pro. Công nghệ X-Ray Pro trên TV Internet Sony KDL 48W 650D có khả năng phân tích, tinh chỉnh, nâng cấp từng điểm ảnh, mang lại sự rõ nét và giảm độ nhiều hiệu quả, góp phần không nhỏ vào việc đem đến những hình ảnh đầy trung thực. Hình ảnh chuyển động nhanh và mà vẫn rõ nét. Các hình ảnh chuyển động nhanh như các pha rượt tốc độ hay những pha võ thuật sẽ được thể hiện một cách mượt mà, không gặp tính năng bóng mờ khi xem trên TV Internet Sony KDL 48W 650D. Nhờ vào tần số quét monitor Cloud XR200HZ, âm thầm trầm sống động, TV Sony KDL 48W 650D trang bị hệ thống hai loa với tần số công suất 10W, công nghệ Dolby với khả năng phản xạ âm trầm thật tốt, đem đến một không gian giải trí thật sống động. Giải trí đa phương tiện. Trang bị cổng LAN với Wi-Fi không dây cho phép bạn tận dụng được kho tàng giải trí vô tận trên Internet. Thêm vào đó, bạn cũng có thể trình chiếu trên TV Internet Sony KDL 48W 650D thông qua các nội dung có trong điện thoại USB. Với thông số kỹ thuật, model KDL 48W 650D, màu sắc đen, sản xuất Sony,
xuất xứ Malaysia. Thời gian bảo hành 24 tháng, địa điểm bảo hành. Tổng quan TV, loại TV Internet, TV Smart TV, kích thước màn hình 48 inch, độ phân giải Full HD 1920x1800 pixel, số tần quét monitor, Flow XLR200HZ, Smart TV có TV 3D không, TV màn hình cong không, tích hợp đầu thu KTS-DV BT2. Màn hình hiển thị công nghệ xử lý hình ảnh XR Redoli Pro, góc nhìn 178, phải trái 178 độ lên xuống. Âm thanh, công nghệ âm thanh Dolby Digital, Plus Dolby Plus, tổng công suất loa 10W, số lượng 2 loa, kết nối có cổng Wi-Fi, có tích hợp cổng Ethernet LAN, có cổng HDMI 2, cổng Optical Scout, có audio, cổng AV-in, Composite, cổng USB 2, chia sẻ thông minh MicroCard, hỗ trợ âm thanh và hình ảnh JPEG, âm thanh MP3, Watt MA, Watt AV, phim Watt MV, AV, Weber MKV, phụ đề phim SRT, thông tin Smart TV, hệ điều hành giao diện không, trình duyệt web có, mạng xã hội YouTube, Zing TV, Zing MP3, Netflix, Apple Play, HTV Online, Zing TV, Oppo, điều khiển bằng dây không. Thông tin chung, kích thước có chấn đế, kích thước có chấn đế 1092 nhân với 683 nhân với 235 mm, kích thước không chấn đế 1092 nhân 643 nhân với 66 mm, khối lượng có chấn đế 10,70 kg, khối lượng không chấn đế 10,20 kg, kích thước và khối lượng thùng, kích thước 1182 nhân với 756 nhân với 163 mm, khối lượng thùng 14 kg.